thì sáng nào mà nó chưa ra, chưa không ra. Có nhiều cái tiết tình, có nhiều cái công việc nó làm cho mình bận rộn và mình không có nhiều. Nên phải theo lời khuyên của bác sĩ nha khoa này là 6 tháng quý vị phải đi khám ra một lần. Và điều thứ ba, bác sĩ nói rất quan trọng, muốn cho cái răng mình có bị gãy thì không được xíu mà chuyện người khác, mình xíu mà chuyện người khác thì người ta đánh mình gãy răng. Cái điều thứ ba rất quan trọng, tức là muốn mà mình không bị gãy răng thì không được xíu mà chuyện người khác. Còn như bài pháp mà chúng tôi trình bày này là không được xíu mà chuyện người khác. Nghiệp có đen không đánh, kết quả có đánh không đen. Nghiệp không đen không đánh, kết quả không đánh không đen. Cho nên nhiều khi mình muốn nói nhưng mà nó không đúng lúc đúng thời thì nó tai họa cho mình. Nói hợp thời pháp sanh an lạc, chuyện ngụ ngôn rùa nát thân mình. Có một câu chuyện về ngụ ngôn của nhà văn người Pháp La Fontaine rất nổi tiếng. Đó là con rùa mà nó bị chết, nó không chết, cái chuyện nó nói không đúng lúc cho nên nó bị chết. Hồi xưa có một con rùa nó ở một cái hồ cái bên kia, và có một con cò bên này. Một hôm cái con cò nó bay qua bên, nó thăm cái chị rùa, đã mời chị rùa chị qua thăm chỗ tôi đi. Thì từ cái hồ bên kia mà qua cái chỗ con cò nó ở là xa. Nếu con rùa nó còn trên đất thì người ta bắt thì nó cũng chết. Lúc bây giờ con rùa nói anh mời qua chỗ anh chơi nhưng mà tôi không đi được. Nếu mà tôi bò đi thì người ta bắt tôi, người ta giết chết sao? Thì lúc bây giờ con rùa nó, con cò nó mái thì tôi lấy một cái cây tôi nặng, một khúc cây mà tôi nặng trên cái miệng của tôi, rồi chị cũng nặng khúc cây đó. Rồi tôi vỗ cánh nó bay đi ngang qua cái đầm thì nó qua cái công việc của con rùa, con bò nó ở. Thì lúc bây giờ dưới cánh đồng ruộng có mấy trẻ một đồng chân trăng, và thấy con rùa nó bay, không phải con rùa bay mà con bò nó cắt con rùa đi ngang qua, bằng cách hai người cùng là nắm cái khúc cây đó. Thì mấy đứa trẻ một đồng nói rằng: tụi bay ơi, rùa bay, tụi bay, rùa bay, rùa bay. Thì con rùa nó nghĩ được một rằng nó nói tao không bay, là nó tính tránh cho con cò, là cho mấy đứa trẻ một đồng dưới đồng ruộng kia rằng tao không biết bay. Cái này là do cái anh cò anh gấp tao qua để tao không biết bay. Thì con rùa nó vừa mở miệng nó nói tao không tao cái nó chết rồi. Thấy không? Cho nên gọi là không nên xíu chuyện người khác. Dầu có khi người ta nói vậy mà cái điều đó là không đúng, nhiều khi mình cũng phải làm được. Người ta có nói câu rất nổi tiếng là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại, đúng không? Như đạo lý đó, đạo theo là nó vui. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Nhiều khi mình nhiệt tình mình có ý cho ông chồng của mình, đúng không? Mình có ý cho ông, anh này uống rượu nhiều cũng tốt, anh này đi chơi nhiều cũng tốt, mới có ý ông chồng bay là cái tính mình chết rồi.
rồi ông chưa đánh mình, ông la mình, ông chửi mình chửi lại, rồi ông chửi dòng họ mình, chửi dòng họ không, rồi cuối cùng hai người ra hòa khi đừng cho nên nhiệt tình mà cộng với ngu dốt là phá hoại vậy. Cho nên là coi chừng cái răng vậy. Cái chữ coi chừng cái răng ở đây có nghĩa là chúng ta dùng cái hình ảnh biểu trưng. Biểu trưng tức là đừng có tham gia vào chuyện người khác nếu không phải là chuyện của mình. Ở mùng 1 Tết tại chùa Phúc Sơn, chùa Lan Giang, chúng tôi có tiếp là pháp mang tên là lời hay ý đề. Trong đó chúng tôi có đề cập đến khoảng 6-7 câu nói mà nó rất cần chúng ta. Nếu gì nào mà chưa nghe thì hôm nay nghe, mà nghe rồi thì nghe lần nữa. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, đọc nghe. Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Nhưng mình muốn đổi tánh người khác, nhưng mà gian sang dễ đổi bản tánh khó giận, đúng không? Có nhiều người cứ chồng nhưng mà chịu cứ tánh của chồng. Có nhiều người cứ vợ mà không chịu tánh, cứ tánh của vợ. Sau này có gì làm cái bản làm để cưới chồng cộng cưới tánh của chồng, đúng không? Cưới vợ cộng cưới cái tánh của vợ. Chứ thế nào nó tôi cưới chồng mà tôi không cưới tánh của chồng, hay tôi cưới vợ mà tôi không cưới cái tánh của vợ, hay là gì đụng đi có nghĩa tôi nhận đệ tử mà tôi không nhận cái tánh của đệ tử, đúng không? Cái tánh của chúng ta rất là trời đất. Cho nên khi mình tiếp nhận một người nào là phải tiếp nhận luôn cái tánh của người đó, chứ không thể nào mà mình lại chỉ nhận cái người đó mà không nhận tánh của người đó. Đó là cái tinh thần và cái pháp sáng này. Cái này giúp cho chúng ta thay đổi cái thái độ. Cái thái độ chúng ta là thái độ cố chấp, thái độ chúng ta là thái độ không khoa học, không sáng suốt, cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ chúng ta thay đổi thái độ thì chúng ta sẽ còn tánh của người khác mình không thay đổi được, nhưng cái tâm khó chịu của mình thì mình có thể thay đổi. Nếu người nào nhìn được cái tâm khó chịu của mình thì người đó sẽ cảm thấy an lạc. Còn nhiều người nào nếu như cứ nhìn cái người khác thì người đó sẽ đau khổ. Quý vị biết cái Phật tại sao răng của Ngài đẹp? Ngài có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ. Tướng của Ngài tướng mạnh đẹp, trong có cái hàm răng của Ngài rất đẹp. Vừa rồi chúng tôi có gặp một người Phật tử, họ có một người con trai cũng rất là đẹp. Khi họ mang thai đó thì cô Phật tử này cứ lấy cái hình Đức Phật ra, đứng trước bằng Phật, cứ nhìn Đức Phật. Và khi cô nhìn Đức Phật từ khi cô mang thai đến khi sinh đứa bé này, rồi đến khi đứa bé này lớn lên thì đứa bé rất đẹp. Vì khi cái người này khi mà họ nhìn Đức Phật thì ai nhìn Phật được cũng kính đó. Ai nhìn Phật thì cũng phải có cái tâm quan niệm, đúng không? Mình nhìn bạn của mình, nhìn chồng của mình, có khi mình vui, có khi mình không vui. Nhưng mà khi mình nhìn Phật thì lúc nào mình cũng hoàn thiện, lúc nào mình cũng mát mẻ, lúc nào mình cũng kích động. Tại sao mà cái người này sao mình có đẹp? Tại vì trong lúc khi mình nhìn Đức Phật ấy, thì cái tâm họ đẹp, cái tâm họ đẹp thì tự nhiên sanh con họ đẹp. Cái người này ngày mai tại chùa Quang Minh thì họ mới đến làm thí chủ chính trong một lễ tài trợ bằng ăn uống thực phẩm. Quý nhà muốn nhìn cái người con này, người con trai này thì ngày mai mời xuống chùa Minh. Chúng tôi cũng tình cờ quen thôi, chứ cô không phải là quen trước. Rồi đến gặp chúng tôi tại chùa Phúc Sơn, chúng tôi có giới thiệu là chùa Minh con ngày mai có làm lễ, mà chắc là chúng tôi cho mỗi người ăn một cái mì thôi. Thì cái người này nói thôi để con dư với sư 10 triệu để sư làm chi phí cơm nước. Ngày mai họ sẽ xuống mà ăn cơm, chứ chưa tăng về mời cơm còn tớ. Chị nào cũng thấy cái người con trai này, người ta này cái gương mặt cũng rất đó. Cái người chồng đó thì người Long An, người vợ thì người cũng miền Nam thôi. Nhưng mà người con trai thì giống Ấn Độ. Tại vì khi mà cái cô này nó mang thai, cứ nhìn thấy mà không. Mà Đức Phật là người Ấn Độ.
Ở đây xin chuyển cho quý vị, cô mà có chồng sắp có con rồi, nhớ cái quý vị, muốn có con đẹp thì cái tâm nó đẹp. Nhìn Đức Phật là một cái hình thức, nhưng mà cái tâm này quan trọng. Khi mình xíu bị người khác, tâm mình không đẹp, thì nhớ. Mình xíu bị người khác, tâm mình đẹp. Thì khi cái tâm mình không đẹp á, thì có thể bị gãy á. Hôm mùng năm Tết đi người ta học, có hai sư nói chuyện với nhau.
tiên con phải biết tu. Dù cho có mắt cũng như mù. À, tu là gì? Tu là phải giác ngu. Giác ngu. Tu là gì? Là giống như mù. Giả không thấy. Giả mù. Chứ phải mù. Tu mù mà tu trí. Mà tu thì ngu mà tu trí. Nhưng mà giả ngu. Biết ngu và biết biết cách mù. Biết cách mù. Dù cho có mắt Yeah.
đến hai đoạn bản tánh của người đó. Mày thấy thức, thấy thức ngủ. Thôi mình cũng quan bị cho nó ngủ đi sao được. Mình gặp những người con mà nó ngủ quá thì mình cũng mô Phật này nó ngủ đi. Sao được, đúng không? Mô Phật này các mày đánh phá sao không? Đúng không? Cứ cái ông chồng về ngủ liên tục, mô Phật đánh phá sao rồi. Cho nên là khi bây giờ mình nhận tử nè, nhận mấy tiểu lương chùa tu, có nhiều chú chùa tu mà nói, có nhiều khi nói hoài, nhiều khi nó muốn nghe. Nhưng mà cái mà không nói thì nó không nghe, nó thì ngủ. Thế hả? Thì cái mình cũng phải quan nghĩ thôi, chứ sao được. Mình cứ khó chịu, mình cứ tội khỏi thì sáng nay mình sẽ bị kẹt. Mình bị xuống năng, mình không biết bị xuống năng sao được. Đúng không? Ở nghiệp chúng ta nó chịu. Mỗi người có nghiệp đi, ta mang cái nghiệp được không? Cũng đừng trách lẫn từ người sang. Hiện ra nó tại là ba cái tâm hay mất là ba cái tài. Mỗi người có nghiệp cái nghiệp đi. Mà bây giờ cái nghiệp chúng ta này, đổ nghiệp ta nổ. Mình đổ nghiệp mình thì mang ra được. Mình đổ nghiệp mình làm quá. Cho nên thôi mình cũng không làm. Đó là cái người thứ nhất. Người thứ hai, thì nói là có cơ rồi, kết thúc phải đi con. Người thứ hai là cái người tụi cạo đất chơi đó, 500 kiếp trước là dung, trùng, dung bằng đất. Năm đất bây giờ, bây giờ nó sẽ là người, nó nhớ, nhớ là cái này là đất, nên là lấy tay cạo đất. Đó. Người thứ ba, là khi cái Phật thuyết pháp mà luôn canh. Cái Phật nói là có nghe, mình là ai nói, mình nghe, đúng không? Vì cái suy nghĩ là nói con mình nghe, nhớ cái chuyện này, mình phải mát mẻ này. Phật nói là cậu nghe mà mình là ai nói cho nghe, đúng không? Thế quan nghĩ gì? Khi mình đi vào cái quán mà người ta cứ luôn chay, đó thì năm cứ luôn chay. Năm trăm phía trước không là thủy. Nó quen rồi. Nó quen cái đám con khỉ rồi. Nhảy qua cây này, nhảy bên kia. Biết là sao lên. Nó còn cái gen di truyền rồi. Nó còn cái di truyền nó cho em giờ. Nó đúng cây đó. Rồi cái ông mà ngồi nhìn cái bầu trời á, năm trăm phía trước là thầy quá. Quá. Chuyên môn đi đâu nhìn tướng người này, nhìn tướng người kia, nhìn hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc và toàn nó thì bảo nó quen. Còn cái người mà chúng ta nghe pháp 500 kiếp trước là cái người tu, cái người tu có nghe cái cây pháp thường xuyên, cho nên kiếp này sẽ lên nghe pháp thích. Vì thế có nhiều người đi chùa có ai nghe pháp không nhiều không? Như là chùa Sơn vừa rồi là một tận 5-7 ngàn người lên. Nhưng mà số người phát được dài hơn người. Không ai biết ông mà điều kia chứ là một đề xuyên quốc thì không nghe hát trong gì về. Không hiểu có gì về. Cho nên là không nên thay đổi bản thân người khác mà hãy cố gắng thay đổi cái khó chịu của mình bằng những trí tuệ hiểu biết Phật. Khi mà mình hiểu được cái câu chuyện đó, cái câu chuyện này thì trong mình nó sẽ là mà cái chính của mình là mình làm sao có tâm được cái là đó là cái quan trọng. Còn nếu cái tâm mình tu một tâm không an lạc thì là thua rồi, thất bại. Chứ rằng quốc quả đạo trời tội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ba, tu là khổ phúc tinh là gì không? Ở trong chuyện kiều nguyễn du phú một thơ nổi tiếng, chứ rằng quốc quả đạo trời tội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Nếu gì muốn hạnh phúc cho cái tâm gì, muốn đau khổ cũng cho cái tâm của mình. Cái tâm mình là quan trọng, tâm là đầu tác, tâm chủ tâm đạo ra. Cho nên cái tâm rất quan trọng. Mỗi người làm sao giữ được tâm của mình là người đã có hạnh phúc. Có một vị sư sau xuất gia xong cái thời gian cái đến bạch Phật, bạch Thế Tôn, con xin về nhà con tu được. Thì Đức Phật nói tại sao mà không tu nữa? Cái người vị sư này nói rằng trong mùa sao nhiều nhớ quá, con giữ nổi mấy lần nhớ, mấy lần nhớ giữ nổi, thôi giờ con xin về. Cái Phật nói thôi giờ ông phải cần giữ, như là cho phép ông không cần cần giữ nhớ nào, chỉ cần giữ cái tâm, giữ cái tâm mình đủ, giữ cái tâm mình thì nó bám xuống tất cả. Cái tâm mình đừng có khởi lên cái bất thiện, tâm mình đừng khởi lên tham, tâm mình đừng khởi lên sân si, đúng không? Chính của người ta muốn cho mình giữ nó để cho tâm mình được làm gì. Cho nên mỗi người chúng ta giữ cái tâm của mình thì mình sẽ được an lành.
cho chùa Tam Phước. Hiện nay cái công trình xây dựng cái phước xá này sử dụng cho đa chức năng, tức là nhiều mục đích khác nhau. Để có cái ngôi chùa, có cái phước xá để có thể là sử dụng về nhiều phương diện khác nhau. Và sư trụ trì đây cũng cố gắng hết sức đã hoàn thành cái phần căn bản đã xong, và phần tiếp theo là phần đề co. Phần đề co tức là phần trang trí gồm có tô trên tường, rồi đóng lạc không, rồi lót gạch con, vân vân, rồi làm những cái hoa văn tương đối. Thì dự trù kinh phí của công trình tiếp theo còn lại khoảng 100 triệu đồng nữa. Thì chúng tôi xin thay mặt cho bổn tự xin quan nghĩ quý vị quan nghĩ ủng hộ cho cái công trình. Cho công trình này sẽ được hoàn tất một cách mỹ mãn. Thì ở đây có danh sách một số vị hùng phước rồi chúng tôi đặt lên, sau đó thì tiếp tục để mà sư trụ trì sẽ ghi nhận cái sự cúng dường quý vị trong khoảng dài khoảng 15 phút để cho quý vị đăng ký không thì để mà kéo dài thì sư trụ trì rất đoạn không, và công trình nó cũng đơn, nó cũng gián đoạn. Và nếu mà để mà tổ chức khóa tu cho tâm niên phật tử đó để mà khóa tu xứ thì cũng hơi khó, không có gì ngoài việc đó. Trước nhất là xin được công bố cái danh sách, và xin quý vị khi tôi công bố từng phần một thì tôi cho đàn có tay để nghe quan điểm. Mỗi cổ phần là 1 triệu đồng. Giờ chúng tôi xin phát tâm một cổ phần thì mình vô tay cho chúng tôi cái nga tập để công ty Hiệp Phong 10 cổ phần thì vô tay cho được. Gia đình Phạm Ngọc Già 10 cổ phần. Gia đình Phật tử Phước Như Minh Phúc 335. Gia đình Dị Hạnh phần gạch lót nền. Gia đình Trần Lệ Thu phần cửa. Gia đình Trần Thị Hạ phần nóc. Gia đình Vương Thị Lệ, Đinh Thị Lan, Phạm Thị Nhật Lý một cổ phần. Đó là chúng tôi vừa nhận được cái sự cúng dường của quý vị. Xin mời quý vị lên đăng ký, sư trụ trì sẽ đứng ở bên trường. Đây là quý vị đăng ký rồi chúng tôi sẽ đọc lên, rồi các vị khác vỗ tay rồi có phước. Trong thời gian này khi nào mình phước mình phát tiếp thì mời lên. Bye.
và phúc chúc phúc lành đến cho toàn thể con.